Trong khi rất nhiều người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vàng mã dâng cúng tại gia tiên và nơi thờ tự, sau đó đốt, gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tiền của, mất an toàn cho gia đình và xã hội, thì gần 10 năm nay, tại thôn La Mát, xã Phù, huyện Ân Thi, người dân đã bỏ tập tục dâng và đốt vàng mã. Nếp sống văn minh đó đã ngày ngày đi vào đời sống của người dân trên địa bàn. Cúng cả năm không bằng rằm tháng riêng. Với suy nghĩ đó, những năm trước vào ngày rằm đầu tiên của năm, gia đình ông Hải cũng như đại bộ phận người dân thôn La Mát nói riêng và cả nước nói chung đều sắm sửa đồ lễ thịnh soạn để cúng gia tiên. Trong đó, vật không thể thiếu đó là tiền vàng mã. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền và hiểu được việc đốt vàng mã gây tốn kém và nhiều hệ lụy, gia đình ông đã bỏ hẳn việc đốt vàng mã trong tất cả các ngày giỗ Tết. Đến 10 năm nay là tôi không đốt vàng mã, chống được cái lãng phí, mấy cái rủi ro hỏa hoạn, đấy là cái điều tốt. Chùa Phúc Lâm tại thôn La Mát thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong và ngoài địa bàn tới tham quan chiêm bái. Tuy nhiên, điều mà bất kỳ ai tới đây cũng nhận thấy đó là trong chùa không có tình trạng dâng và đốt vàng mã. Có được việc làm trên là do trụ trì chùa đã kiên quyết tuyên truyền, giải thích cho nhân dân và du khách hiểu và thực hiện. Không nên sắm sửa để có tốn tiền một cách là vô ích như thế. Mà thay vì vậy thì ta dùng số tiền này ta làm những việc nghĩa thiện, ví dụ là bố thí giúp đỡ mọi người. Thôn La Mát có gần 1.000 hộ dân. Trước kia hầu hết người dân ở đây vẫn cúng và đốt vàng mã. Nhưng nay, khi hiểu việc đốt vàng mã gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, mất an toàn trong khu dân cư, trên 80% hộ dân trong thôn đã bỏ tập tục đốt vàng mã tại nhà cũng như tại đền chùa. Cấp ủy chính quyền tuyên truyền cũng là một phần, mà chính là cái mà người dân mà tự tuyên truyền với nhau thì mới là hiệu quả. Có được những thay đổi lớn trong thói quen cúng lễ của người dân nơi đây, phần lớn nhờ vào sự kiên trì của trụ trì các ngôi chùa. Sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương đã làm thay đổi ý thức của người dân. Trải qua sự thay đổi lớn đó, cuộc sống của người dân ở thôn La Mát từ nhiều năm nay vẫn yên bình và đang trên đà phát triển, cuộc sống của nhân dân trong làng ngày càng ấm no hơn. Được biết, ngoài địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn có nhiều ngôi chùa bỏ hẳn tập tục dâng và đốt vàng mã như chùa Cổ Am, xã Liên Phương, chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, chùa Tiên Tường, xã Hiệp Cường, chùa Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động.